sẽ thực hiện một clip dính 1.000 viên bi nhựa lên trên cái mặt của tôi đây, ok. Nằm đẹp. Đấy, các bạn thấy là ở trên bàn tôi đây đang có rất là nhiều bi nhựa. Tôi nói là 1.000 thôi nhưng mà nó phải lên đến mấy nghìn viên đấy. Tôi cứ làm 1.000 viên cho nó tròn. Đấy, rất là nhiều bi nhựa. Ok. Mỗi viên bi nhựa này nó bé tí tí như này thôi. Tôi sẽ dính hết lên cái bản mặt đẹp trai của tôi, ok. Baby đáng yêu và dễ thương. Rất là đẹp trai, ok, tôi thừa đấy. Chứ tôi không đẹp trai bởi vì nhìn cái mặt tôi cũng biết là tôi rất là xấu trai rồi. Khen tí thôi. Và để dán cái bi nhựa này lên trên mặt thì tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây hai cuộn băng dính hai mặt, một cuộn to, một cuộn bé, để hỗ trợ dính được bi lên trên mặt. Chứ bình thường ấn như này không ấn đến Tết, đến mỏ gâu không bao giờ dính được. Và không nói nhiều linh tinh lên thuyền nữa thì bây giờ tôi sẽ test luôn, ok. Bây giờ tôi sẽ dính luôn băng dính hai mặt lên trên mặt. Yeah. Đây, một cái mảng rất là to. Rồi. Ok. Chuẩn bị hương. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ dính cái này cho mặt. Đeo cứng này lên để cho nó giữ cái tóc, ok. Ra dính xong rồi nó sẽ lột ra. Yeah. Ồ, lột được một mảng rồi, ok. Bây giờ sẽ lột tiếp mảng tiếp theo. Ok, sau một hồi miệt mài dán băng dính hai mặt lên trên mặt thì các bạn có thể nhìn thấy cái mặt của tôi này bây giờ rất là bóng, nó rất là dính luôn. Ok, rất là dính. Bây giờ thì tôi sẽ ốp hết cái bi nhựa lên trên mặt. Ok, bây giờ tôi sẽ dính hết lên trên mặt. Ok, mặt tôi, ok. Xong. Nhìn mặt tôi rất là đẹp đúng không ạ? Tôi nhìn tôi cũng rất là đẹp trai luôn, nói chung là rất là đẹp trai các bạn. Ok, bây giờ thì nói chung là nó thoải mái, nó không ra được. Thì nó đến thăm mà nó rất là chắc. Ok, các bạn thấy là bây giờ mặt của tôi nhìn rất là lóng lánh và rất là đẹp trai luôn đấy, rất là mắc đẹp luôn. Đó. Bây giờ có ai nhận ra tôi không, Nguyễn Thành Nam không? Không thể nhận được đúng không? Cái mồm tôi nói rất là khó. Đó. Cho bạn xem kỹ cái mặt của tôi, ok. Rồi đấy.
Đấy, vỗ vỗ vào mặt này. Nghe rất là phê luôn. Nhìn giống kiểu là quái vật luôn á. Yeah. Ok. Tôi sẽ thử đeo kính vào xem như thế nào. Ok, nhìn rất là đẹp trai luôn. Đẹp trai, baby và đáng yêu, ok. Còn rất là nhiều vi này. Rồi. Nam. Đây đây anh Quảng. Đấy. Cho chú đeo kính này. Nó đẹp trai luôn. Đây, tôi cho các bạn soi kỹ cái mặt của tôi nhé. Từng viên vi một dính trên mặt này. Nhìn kinh dị vãi. Ok, trước khi kết thúc cái video này tôi sẽ tháo nó ra. Tháo cái mặt nạ này ra. Nó không đau lắm đâu nhưng mà tôi đang diễn. Đau thật. Không diễn được. Tháo rất là khó. Sướng luôn các bạn. Ok, rất là phê. Yeah. Xong. Tôi cảm thấy mặt của tôi nó rất là dễ chịu. Sau khi mà lột hết cái băng dính này ra, mụn nhọt trên mặt nói chung là không còn. Đấy. Sau bao nhiêu ngày không rửa mặt, không kỳ mặt thì bây giờ ghét đã hết. Chỉ sơn dưới một ký bằng hai mặt. Rồi, rất là phê. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye. Nhớ đăng ký, subscribe nhá, ok. Rồi, hy vọng tất cả các bạn hãy ủng hộ kênh của tôi bằng cách là ấn đăng ký kênh của tôi. Tôi sẽ kêu gọi tất cả các bạn ấn đăng ký kênh của tôi bằng cái lời nói trực tiếp của tôi. Thay vì là mấy cái thành phần là anh hùng bằng phím trẻ trâu gà vịt vào cái kênh của tôi ấn comment là xin sub, xin ship các kiểu. Tôi rất là không thích mấy cái thành phần như thế. Các bạn đang làm cái trò trống gì ở cái kênh của tôi hả? Các bạn đang làm cái trò mèo, trò vịt gì ở kênh của tôi hả? À, việc gì các bạn vào kênh của tôi để các bạn xin sub. Tôi hy vọng tất cả các bạn là đang yêu quý tôi, các bạn đang hâm mộ tôi, những bạn đang thích tôi, đang xem video của tôi đừng bao giờ vào những cái kênh kia mà sub lại nhau. Toàn mấy cái ông vớ va vớ vẩn vào kênh của tôi xin sub xong các ông cứ đi sub lại cho nhau được bao nhiêu sub à? Tôi hỏi các ông là được bao nhiêu sub khi mà đi xin sub như thế? Các ông có cần tôi cho ông không cho một sub nào luôn, bởi vì tôi không bao giờ bố thí, không bao giờ cho những cái sub mà của những cái người ta hâm mộ tôi, người ta đăng ký kênh của tôi bằng cách là người ta ấn thật sự, chứ không phải người ta đi xin. Ok, tôi không đi xin sub mà tôi đang đúng xin sub, ok, tôi không xin sub mà là tôi đang cái câu này rất là khó nói. Ok, tôi không xin sub nhưng mấy cái thành phần gà thì trẻ trâu vào kênh của tôi để xin sub. Ok, tôi đọc rất là nhiều comment, rất là nhiều comment của rất là nhiều gà vịt trẻ trâu vào kênh của tôi, nó một câu rất là đơn giản: ai sub kênh của tôi đi, tôi sẽ sub lại 100%, không lừa đảo cái gì đấy. Ô thế các ông đang làm cái trò mèo gì ở kênh của tôi hả? Các ông đang làm cái trò vịt trò mèo đây. Ok rồi, không nói linh tinh nữa thì à, ở cái video này tôi sẽ
Hy vọng tất cả các bạn xem video của tôi một cách tích cực và ấn đăng ký kênh của tôi. Ok, tôi đang không phải là xin nhá. Nói cái từ xin thì nó hơi bị là đau lòng, tôi không xin. Mà tôi đang nói chung là cái câu này rất là khó nói, mà tôi đang dường nghĩ ra được. Tôi đang muốn các bạn ủng hộ tôi bằng cách là ấn đăng ký kênh của tôi, chứ không phải đi ăn xin như mấy cái thành phần gà vịt chả trâu vào kênh của tôi xin sắt. Bây giờ cả cái video của tôi mấy triệu view, mấy chục nghìn comment, trong khi đấy là phải tầm 10.000 comment, ví dụ là 10.000 comment thì khoảng tầm 5.000 comment là đi xin sắt. Thế tôi không hiểu là các ông vào kênh của tôi xin sắt để làm cái gì? Hả? Các ông xin sắt để làm cái gì? Các ông xin được bao nhiêu sắt? Tôi hỏi mấy ông vào xin sắt của tôi một ngày xin được bao nhiêu sắt hả? Được mấy chục sắt? Một ngày được mấy chục sắt? À, về cái gì vào xin? Các ông cần không? Tôi không bao giờ tôi nói sắt rồi, ok. Các ông cần tôi không cho sắt. Đấy. Nó đùa thế thôi. Tôi hy vọng tất cả bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách là subscribe, đăng ký kênh của tôi để giúp kênh của tôi có thể đạt được 1.000.000 sắt. Sau khi đạt được 1.000.000 sắt thì tôi sẽ tổ chức cả event online và offline. Offline là dành cho tất cả những cái bạn mà đang ở Tiền Hải Thái Bình, còn online là sẽ dành cho tất cả những cái bạn mà ở xa, ok, không ở gần Thái Bình. Đấy, thì tôi hy vọng tất cả các bạn là 200.000, 220.000 bạn nữa sẽ đăng ký kênh tôi để giúp tôi có thể đạt được 1.000.000 sắt và có được nút vàng. Cái nút vàng của tôi áo ước bấy lúc này, tôi treo phòng tôi, hiện tại tôi có 3 nút vàng rồi. Tôi muốn có một nút vàng nữa và 2 nút vàng và 3 nút vàng nữa, ok. Thôi chém gió linh tinh thôi, và tôi hy vọng tất cả các bạn đừng bao giờ vào kênh của tôi sắp, ok. Bởi vì tôi phải khẳng định một câu như này, tất cả các bạn xin sắp tôi sẽ ngồi ngày giờ hàng đêm hàng giờ hàng ngày. Tôi ẩn hết tất cả comment các bạn đi, và thậm chí tôi có thể xóa bỏ các bạn khỏi kênh của tôi, ok, và comment bình thường thôi. Còn không thích thì đi ra ngoài xin sắp, mà không xin được sắp nữa thì làm một chiếc sắp mình đi, đừng bao giờ đi xin sổ. Người ta giống kiểu là ăn xin ấy. Đấy, đi vào ăn xin kênh khác với gì thế. Kênh tôi làm video ra các bạn thích các bạn sắp thôi, chứ tôi không đi tôi xin sổ. Xin sổ thì bỏ tiền, ok, xin sổ bỏ tiền, ok, ok rồi. Cảm ơn tất cả bạn đã xem clip của tôi, chào các bạn, bye bye, đừng cuối, ok.